bắt đầu tập hợp nhau vào năm 1981 để có thể gặp gỡ, trao đổi, học hỏi Phật Pháp. Một nhóm đạo hữu đã lập nhóm Phật Học. Cuối tuần sẽ gặp nhau luân phiên tại mỗi nhà để lễ Phật cùng nhau. Sinh hoạt này đáp ứng được đời sống tinh thần của người Việt nên dần dần phát triển. Năm 1986, nhóm bạn đạo quyết định thuê căn nhà của một Phật tử để làm nơi thờ cúng và gặp gỡ hàng tuần. Sau khi có một số tiền tương đối và số Phật tử ổn định, năm 1990, Ban trị sự chùa quyết định thuê miếng đất mà trước đây là khu thương mại sửa xe để chọn làm nơi xây chùa cố định. Lịch sử chùa An Lạc bắt đầu từ đây. Khi có chùa là rất là quan trọng đối với người Phật tử. Vào đó thì cũng có một số mấy chị Phật tử cũng rất là vui vẻ. Tiểu bang này chưa có ngôi chùa nào cả, thì đây là ngôi chùa đầu tiên. Thành ra mọi người rất là hoan hỷ, vui mừng lắm. Lần này khi tôi trở lại đây thì tôi rất là vui trong lòng, bởi vì tôi thấy sư Nguyên Thiện làm việc và Phật giáo ở nơi này và ngôi chùa nơi này rất là khởi sắc. Khởi sắc đến độ tôi không thể tưởng tượng được. Mẹ đưa chúng con bước lên đài ngàn núi cao chập trùng. Và cha sát tay chúng con tìm về sông reo biển xa. Quê hương bát ngát ân tình, câu ca khúc hát thanh bình. Quý vị, Indiana là thành phố lớn thứ 12 của nước Mỹ với dân số trên 800.000 người sinh sống. Người Việt của chúng ta ở nơi đây thì rất ít và nếu có thì cũng rải rác ở nhiều khu. Tuy nhiên, với khát khao và mong mỏi của tất cả mọi người thì một ngôi chùa cũng đã được hình thành để làm điểm tựa tâm linh và là nơi sum vầy của những người con Việt. Từ thời điểm hình thành, phát triển cho đến thời điểm này, mặc dù là trải qua rất là nhiều thăng trầm và những khó khăn, tuy nhiên chùa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng yêu thương chào đón bước chân của tất cả những người con trở về, đúng với tên gọi chùa An Lạc. Là một ngôi chùa mang đậm bản sắc văn hóa Việt, hiếm hoi tại vùng đất Indiana này, tọa lạc hiền hòa trên mảnh đất rộng hơn một mẫu. Kiến trúc chùa mang nét văn hóa Á Đông, nhưng đơn giản nhiều hơn ở phần uống cong của mái. Đường cong chỉ vừa lại, không quá sắc sảo, không quá uyển chuyển, nhưng dung dị trong sự khiêm tốn và dễ thương. Mái ngói đỏ hiện rực trên vòm trời trong xanh, mây trắng êm đềm, gợi lên màu ký ức về bóng dáng quê nhà với mái chùa nghiêng nghiêng che chở hồn dân tộc. Nhìn đơn giản nhưng là cả một kỳ công thực hiện,
nhất là nơi xứ người mà có được ngôi chùa ngói đỏ, mái cong, đậm nét Á Đông như thế. Chỉ cần đặt tâm mình nhìn ngắm bằng sự trân trọng từng giọt mồ hôi của những người tạo dựng, hạnh phúc sẽ có mặt ngay tức thì. Dịu dàng từng bước chân, bình yên dần đưa lối, muộn phiền dẫu bao nỗi, chuông chùa vọng tan rồi. Quy y và siêu thoát, xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đây khởi được tâm từ bi, để xa lìa cảnh khổ. Rải từng bước chân nhẹ nhàng qua bên phải của chùa để có thể đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với sắc thân thanh thoát, hiền từ. Ngài gần gũi và quen thuộc với Phật tử Việt Nam như hình ảnh của một người mẹ hiền, đầy tình yêu thương bao la, ấm áp. Quán Thế Âm là lắng nghe thanh âm khổ nạn của thế gian. Bất kể ai không phân biệt khi niệm danh hiệu của Ngài bằng trọn lòng thành lúc hoạn nạn, sẽ được Ngài dìu dắt cứu độ, thoát khỏi tai ương hiểm họa. Cho con biết hiếm hạ, biết tôn trọng mọi người, từ thấy mình nhỏ thôi. Ở trước Quan Âm Cát thì có một hồ sen được tô điểm bởi rất là nhiều màu sắc của các chú cá coi bơi lượn trong dòng nước mát. Và khi mà đến đây, quý vị ngồi có thể chơi cùng với các chú cá coi hoặc là rải một vòng xung quanh chùa để hít thở không khí trong lành thì sẽ giúp cho cơ thể của mình hồi sinh rất là nhiều năng lượng tốt. Mọi thứ thật bé bỏng dưới bóng dáng mẹ hiền. Ngay cả hoa sen cũng vươn mình nở rộ sắc hương. Dẫu ngược với chiều gió nhiều lần thổi cay đẩy lùi, cành hoa thanh mai tưởng chừng mong manh nhưng vẫn vững vàng nghiêng về hướng tôn tượng để cúng dường cung kính. Thật diệu kỳ. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phúc đức lớn nhất. Tôn tượng Đức Phật nhập diệt được tôn trí bên cánh trái của chùa ngay khi ta vừa đi vào cổng đã mang đến dòng cảm xúc khó tả trong tim. Trong tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo, duy nhất chỉ có một vị có thể làm chủ được sự ra đi của mình. Đó là biết trước ngày giờ ra đi và ra đi trong một trạng thái nhẹ nhàng với dung tướng an nhiên, nét mặt bình thản, thanh thoát, tuyệt đẹp. Đó chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Điều ấy cho thấy sự vi diệu cao vời của một bậc thầy vĩ đại. Và thực sự may mắn thay khi chúng ta có duyên lành được đảnh lễ, cũng như từng bước tìm hiểu về giáo pháp nhiệm màu của Ngài. Chánh điện tại vị trí trung tâm trang nghiêm tôn thờ tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong sắc thân ánh vàng cao quý, thanh tịnh. Ngài trong tư thế thiền định, một biểu tượng rất đổi quen thuộc của Phật tử cũng như đại chúng trên thế giới về thời khắc lịch sử khi Đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ Đề và chứng đạo quả vô thượng xuất thế gian cách đây hơn 2.500 năm. Hình ảnh của sự giác ngộ, từ bi và trí tuệ nơi Đức Phật đã trở thành vĩnh cửu mà hiện nay thế giới với biết bao tri thức gia lỗi lạc đã và đang tìm về quy kính trước bậc vĩ đại có thật trong lịch sử. Bên phải Đức Phật là tôn tượng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng trong sắc thân vàng ánh. Tay Bồ Tát luôn cầm bình cam lộ, sẵn sàng rưới ban những giọt thanh mát để xoa dịu lầm than, chuyển hóa tai ương cho chúng sanh hoạn nạn. Lễ bái Quán Thế Âm là lễ bái và hành trì tu tập trong tâm hai đức tính căn bản của Ngài, đó là hạnh từ bi và nhẫn nhục.
bên trái Đức Phật Bổn Sư là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, với tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý, tượng trưng cho ánh sáng, xua tan bóng đêm để cứu vớt chúng sanh nơi địa ngục. Chúng sanh nào khi sống gieo nhiều ác nghiệp, bị đọa địa ngục chịu khổ hình tra tấn, nếu trong mảy may, thành tâm hối cải, niệm danh hiệu của Ngài sẽ được Ngài cứu giúp. Mình đã từng đi làm trên mười mấy năm rồi, cho nên là cũng va chạm rất là nhiều những cái phiền não lo toan trong gia đình. Khi mình bước chân vào sân chùa, mình đã cảm thấy một cái sự gì đó rất là an lành, an lạc. Mình không có phải lo lắng bon chen hay là đố kỵ nữa. Mình giống như là để tất cả những cái thứ đó ở ngoài hết. Chánh điện rộng thoáng với sức chứa khoảng hơn 100 người, bày trí đơn giản. Hai bên trước cửa vào còn có hai vị hộ pháp vương, Ngài Vi Đà hộ pháp với đại nguyện giữ gìn, bảo vệ ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Ngài Tiêu Diện đại sĩ là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm với khuôn mặt hung tợn nhằm làm phương tiện để hàng phục quỷ yêu khó trị, cứu độ chúng sanh. Chánh điện là trung tâm chính quan trọng của các chùa, nơi uy nghiêm thanh tịnh hội tụ những nguồn năng lượng cao cả thiêng liêng từ Tam Bảo. Mọi thời khóa tu tập tâm linh lễ bái đều được diễn ra tại điện chính này. Bước vào đây, dù là lần đầu tiên hay là nhiều lần, cá nhân mỗi người sẽ được lắng dịu tâm can bởi ánh mắt từ bi bao la của Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát. Ánh mắt chứa cả một trời thương rộng lớn đã làm ấm lại biết bao nhiêu trái tim tìm về nương tựa. Rồi khi hòa vào tiếng kinh vang vọng, cả khán phòng, lòng ngực của chúng ta một lần nữa trỗi dậy sức sống khi ngấm ngầm lời chân lý mà Phật đã để lại. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận đang là thời khóa tu tập cho Phật tử thọ Bồ Tát giới. Đây là những vị hướng tâm đi sâu vào con đường cao thượng để nuôi lớn lòng đại bi, xả thân cứu giúp cho chúng sanh bằng tất cả tình thương và trí tuệ. Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo là công đức và phước báo to lớn nhất. Một trong những phước báo lớn nhất mà đa phần ai cũng chạy theo vật chất bỏ quên nó, đó là sự bình yên trong tâm hồn mình. Trên hai mảng tường của chánh điện còn tôn trí các khung ảnh nhỏ mang hình của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát do Phật tử cúng dường, dâng ý nguyện. Khoảng tường vẫn còn những chỗ trống. Để tạo thiện duyên cho quý Phật tử cơ hội thỉnh khung ảnh tiếp tục tôn trí không gian tâm linh, vừa cúng dường chùa, vừa gieo trồng công đức lành cho những sở nguyện. Hậu điện là nơi tưởng nhớ các vị trưởng lão tăng ni qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp lớn lao cho đạo pháp, dân tộc. Cúi lạy và tri ân các ngài để nuôi dưỡng đạo hạnh, giữ vững đạo tâm trên con đường hoằng dương chánh pháp. Đây còn là nơi nương nhờ của các vong linh của những vị đã khuất được gia đình gửi vào chùa để thông qua tiếng kệ câu kinh, ánh sáng Phật pháp tiếp tục dẫn dắt cho các vị hướng tâm tu học nơi cõi vô hình nhằm thoát khỏi nẻo đường tâm tối, lạnh lẽo bơ vơ, mau chóng siêu thoát, sớm tái sinh kiếp người để sống đời ý nghĩa. Dòng sông trôi hiền hòa theo cánh én bay la đà, và trên cao ngàn gió với mây. Muôn sự trên đời bởi nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự trung chuyên. Đã là con người, hầu hết ai cũng mong cầu hạnh phúc.
Nhưng đôi khi vì không hiểu về giá trị hạnh phúc thật sự, ta cứ thế bị rơi vào vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, hơn thua mà đánh mất đi thời gian sống yên bình của mình. Đâu đó trong những nụ cười hiền hòa của Phật, trong ánh mắt từ bi ấm áp ngập tràn, trong những nụ hoa thanh thoát rực rỡ, khi ta bước vào chùa, sẽ cho ta giây phút nhìn lại với những tâm tư của chính mình để hiểu và thương. Thực chất, ngoài kia con đường đời có quá nhiều sự hối hả bon chen, hơn thua, đố kỵ tranh giành, mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn lâu dài. Lối đạo đưa ai hữu duyên về mái chùa bình yên, với tiếng chuông thanh thoát, tiếng kinh vọng vang, với tâm can buông lỏng. Ấy vậy mà hạnh phúc cứ dâng đầy trong từng phút, từng giây. Dời gót qua khuôn viên sát cạnh bên phải của chánh điện, ta sẽ được chiêm ngưỡng dung tướng oai nghiêm của Đức Phật A-di-đà. Tay phải Ngài xòe ra, đưa xuống đất, có ý nghĩa để dẫn dắt chúng sanh về cõi lành. Khi chúng sanh ấy hết tâm tinh cần, sống đời chân thiện, tu tập hướng thượng. Bởi dù mưa ngọc dân đời, dù trải vàng khắp đất, chẳng bằng phát tâm Phật, tụng đôi dòng kinh hoa. Xung quanh khuôn viên còn tôn trí các bức tượng của 18 vị La Hán với nhiều sắc tướng khác nhau. Đây là những vị đệ tử đắc đạo của Phật, là chính quả có tu hành cao nhất trong Phật giáo. Tu đến cảnh giới La Hán, tức là đã đoạn tận buồn phiền của tam giới, diệt trừ những điều đã thấy, vĩnh viễn giải thoát luân hồi. Thưa quý vị, thì vị đang đứng bên cạnh Ngọc ở đây là một người họa sĩ. Thì ông đã có một cái khoảng thời gian gắn bó với lại chùa An Lạc. Và vừa rồi trong khóa tu Phật Pháp Bắc Mỹ thì ông cũng đã có vẽ một cái bức tranh đấu giá là 5.000 đô để ủng hộ vào quỹ hoạt động của khóa tu Phật Pháp Bắc Mỹ. Sự khác biệt giữa trước và sau khi ông học Phật Pháp là gì? Đối với tôi, sự khác biệt đó là tôi có thể rèn luyện tâm mình bằng cách thực tập thiền định. Thiền tập giúp tôi sáng tỏ những vấn đề trong cuộc sống. Nó tạo cho tôi sự bình an vượt ngoài sự hiểu biết của thế gian. Thực tập quán chiếu và soi rõ những tâm hành giúp cho tôi thấy rõ mình hơn trước. Cứ mỗi cuối tuần, người người lại hội tụ về chùa sinh hoạt Phật Pháp. Hoạt động này không chỉ dành cho người Việt mà còn thu hút nhiều người Mỹ đến, bao gồm vào thứ Bảy có chương trình dành riêng cho người bản xứ, trao đổi, tìm hiểu Phật Pháp và tụng kinh, tất cả đều được thực hiện bằng tiếng Anh. Đặc biệt, các vị có giây phút tìm về chính mình với những an lạc bình dị trong từng hơi thở khi thiền định. Phải nói rằng đây là một trong những Phật sự quan trọng và ý nghĩa nhằm gieo chánh Pháp đến những người ngoại quốc, bởi việc chia sẻ Phật Pháp bằng ngôn ngữ nước bạn là điều không phải dễ dàng, đòi hỏi quý sư cô nghiên cứu, dịch thuật, chuẩn bị giáo trình từ căn bản đến nâng cao bằng sự diễn giải hết sức sâu sát để giúp người địa phương hiểu và cảm nhận đúng trong giá trị của chánh Pháp mà có được bình yên trong đời mình. Vì thế nên An Lạc cũng là một trong số ít những ngôi chùa Việt trên đất Mỹ có hoạt động tu tập dành cho người ngoại quốc. Một ly nước khi bị khuấy động, nước sẽ đục bởi những cặn bã hoặc vật chất có trong nước nổi lên. Tương
tương tự tâm ta hàng ngày luôn trộn rộn và chi phối bởi nhiều hoàn cảnh, tình huống khiến nhiều suy nghĩ không ngừng liên tục nổi lên. Cũng như vậy, ngồi thiền giúp tâm chúng ta lắng xuống những suy nghĩ, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và trong sáng của tâm, đưa đến sự an lạc và khai mở trí tuệ siêu việt. Khoa học hiện nay đã và đang công nhận những giá trị siêu việt tuyệt vời mà thiền định mang lại cho con người, giúp sức khỏe tốt, chống và chữa bệnh cho cơ thể. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một trong những ví dụ điển hình về việc thực tập thiền và ăn chay trường để chữa trị bệnh, và ông đã có được hiệu quả tích cực. When you sit in meditation, if you can string seconds together with no thought. Khi bạn ngồi thiền, nếu bạn có được những giây phút lắng động tâm tư, không còn suy nghĩ, cho đầu óc nghỉ ngơi, bạn sẽ thoát ra ngoài vòng lẩn quẩn do suy nghĩ quá nhiều liên tục trong cuộc sống. Khi mà bạn có được những giây phút yên tĩnh, chánh niệm như vậy, đó chính là lúc có sự thay đổi trong quá trình tu tập. Tôi thường để sẵn giấy viết khi tĩnh tọa, bởi có những giây phút khi ngồi thiền, những câu trả lời bất chợt hiện đến cho các vấn đề còn bỏ ngỏ mà tôi chưa tìm ra được giải pháp. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Chính khi đó tôi tìm thấy sự an lạc nội tâm. String those few moments together, like I say, that's where the peace comes from. So do you think that you will become a monk? Ông có muốn trở thành tu sĩ không ạ? Maybe the next time. Dạ, có thể thời gian tới ạ. Yeah, maybe next time. Không những thế, điều quan trọng tối cao của thiền là mang đến trí tuệ khai mở vượt bậc, đạt được trạng thái chứng ngộ giải thoát mọi khổ đau, trí tuệ bao trùm cả vũ trụ, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chính là tấm gương cao cả đã làm được điều đó. Chúng ta cũng có thể làm được. Phật đã từng nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, để động viên mọi người chuyên cần tu tập. Thiền hành cũng là một trong những pháp tu giúp mỗi người lắng động tâm trong từng bước chánh niệm, giữ cho tâm rõ ràng, an tịnh, thư thái và an hòa, càng nhiều càng tốt. Buông bỏ những suy nghĩ hay thái độ không tốt, cứ thế nhẹ nhàng trong từng bước chân đi. Ta hãy dặn lòng sống bao dung, hiểu sâu đạo lý của chung đồng, tuy một nhưng cũng là tất cả, cõi lòng thanh thản tựa hư không. I've been practicing Buddhism for about 10 years, and like this gentleman, I had a lot of pain and suffering.
Tôi đã tu theo đạo Phật khoảng 10 năm, giống như anh bạn này thì tôi cũng trải qua rất là nhiều đau khổ, khó khăn trong cuộc sống. Và khi tập thiền, tôi như bừng tỉnh cơn ác mộng trong đời mình. Đặc biệt là Pháp Phật đã giúp tôi biết về sự khổ, cũng như cách làm thế nào để chấm dứt khổ đau. Chính những điều này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi muốn được học thêm nữa để có thể giúp đỡ người khác. Nếu được thế thì thật kỳ diệu, và ưu tiên hàng đầu trong đời tôi đó là việc thực hành về tâm linh. Tôi đến đây khoảng 5 năm rồi. Tôi nghĩ tôi không chỉ học về chính mình mà tôi hiểu được chúng ta cùng tồn tại, giúp tôi hiểu về người khác. Đó là điều mà khiến tôi thương yêu được mọi người và có hạnh phúc. Tôi yêu nơi này. Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì con người càng có nhiều mối nguy hại cũng như căng thẳng cho tâm hồn mình bấy nhiêu. Sở dĩ ngày càng có nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài tìm đến với Phật Pháp cũng bởi vì họ muốn có một giải pháp xử lý thực tế những muộn phiền để bình yên tâm hồn. Và Phật Pháp với con đường thoát khổ mà Đức Phật đã mở lối cách đây hơn 2.500 năm luôn sẵn sàng chào đón, xoa dịu nỗi trăn trở của tất cả mọi người không phân biệt. Điều này chính nhà vật lý học thiên tài người Đức Albert Einstein đã trải nghiệm và nhìn nhận. Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học. Kính thưa quý vị, có một thông tin muốn chia sẻ đến quý vị. Đây là một niềm vui của những người con Phật tại Việt Nam. Đó chính là tại tiểu bang Indiana này, thì chùa An Lạc là một ngôi chùa duy nhất. Và ngôi chùa này cũng được chọn là một điểm đến tâm linh của tất cả khách du lịch trong và ngoài nước khi mà đến với tiểu bang Indiana. Không riêng gì những người Việt Nam, mà quý vị thấy là không gian ở nơi đây còn có rất nhiều những người nước ngoài, họ đã cùng đến sinh hoạt với chùa. Và chúng tôi thấy những cái nụ cười, những cái niềm hân hoan trong từng ánh mắt, trong từng đôi tay cùng chấp hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đây thực sự là một cái niềm vui không chỉ riêng cho những người Việt Nam mà còn cho tất cả những người xung quanh khi được hưởng một cái ánh đạo từ bi nơi Đức Thế Tôn. Thường thì trong cuộc sống hàng ngày, xã hội cho rằng chúng ta cần giữ những cá tính riêng biệt của mình. Chúng ta chính vì vậy mà không nhìn thấy chính mình như con người thật, mà chúng ta nhìn qua lăng kính của xã hội. Khi tôi đến chùa này, tôi ngồi thiền, tôi được trở lại với chính mình. Tôi có thể liên hệ gần gũi với bản thân và cảm nhận chính mình đang tương tác với môi trường xung quanh như một thể, không phải hai vật thể riêng biệt. Đây là những cảm nhận mà tôi có được trong thời gian tu học ở nơi đây. Chùa đây có thể là một trong những nơi tôi thích nhất ở Indianapolis. Khi tôi đến đây, tôi cảm thấy an lạc, tôi cảm thấy bình an, cảm nhận được lòng từ bi của nhiều người. Tôi nhắc nhở tôi phải giữ chánh niệm hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi thật sự trân trọng chùa và rất mừng là chúng ta có ngôi chùa nơi này. Còn quý sư cô thì sao ạ? Ôi, quý sư cô thật dễ mến, thật tuyệt vời và lúc nào cũng chào đón chúng tôi. Đó cũng là lý do khiến bà cảm thấy an lạc, đúng không ạ? Hoàn toàn đúng là như thế ạ. Mỗi lần đến chùa, con cảm thấy thư giãn. Con là học sinh trung học, đôi khi con hay căng thẳng, nhưng khi đến đây thì con thấy mình an lạc hơn. Hồi bé ở Việt Nam, con cũng không có hay đi chùa, tại vì con nghĩ chùa rất là chán, rồi đụng kinh, rồi con không thích lắm. Nhưng mà khi con qua đây thì con đi chùa, con sinh hoạt với các bạn, rồi có quý sư cô, nhất là sư cô Thiện Ngọc, thì sư cô có rất là nhiều trò chơi và bài hát, rồi từ đó là con bắt đầu học, rồi sư cô rồi cũng dạy con các bạn về Phật Pháp rất là nhiều bằng những bài hát, những tụi con có thể diễn kịch, rồi có thể múa, rồi rất là vui, rất là hay, cho nên là cảm thấy rất là con cảm thấy thích chùa hơn.
Con thực sự không phải là người mộ đạo lắm. Hồi ở Việt Nam thì con chỉ đi nhà thờ, thế thôi, rồi về nhà. Nhưng khi đến đây con biết được, à, đây là đạo Phật. Rồi con được học cách tôn trọng, lễ lại và cảm thấy thích thú chùa vì mình có thể bày tỏ lòng từ bi, bày tỏ những cảm xúc của mình và nhiều thứ nữa với những người khác. Đó là những gì con thích ở chùa. Mọi người ở đây thật thân thiện. I saw a lot of American people who are coming here from universities. I got to know. Tôi gặp nhiều người Mỹ đến đây từ trường đại học. Tôi được quen biết chùa. Tôi nghĩ thật là quan trọng cho mỗi người chúng ta biết được làm sao để sống trong giây phút hiện tại. Làm sao để ra khỏi những vấn đề khó khăn trong chính cuộc đời của chúng ta, cũng như những đau khổ trong những ngày sắp tới. The problems in our own lives and also sufferings in the other lives. Be happy. Hãy sống hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúc an lạc. Chùa có tổ chức những khóa tu cho quý Phật tử, hầu hết là vào những ngày vía chư Phật, chư Bồ Tát trong năm, và cứ mỗi tháng có một kỳ thọ bát quan trai được cùng tu tập với quý sư cô và được gặt hái nhiều niềm an lạc trong cuộc sống, nên ai nấy cũng thu xếp công việc để cùng về chùa tu tập rất đông đảo. Vào mùa hè, chùa tổ chức khóa tu cho trẻ em với ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Các em được học về lịch sử của Đức Phật, những lời Phật dạy về lòng yêu thương sự sống với muôn loài, sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, cội nguồn tổ tiên, quê hương Việt Nam, vân vân. Được sinh hoạt và vui chơi trong sân chùa dưới sự hướng dẫn của quý sư cô, các em rất thích. Nhờ vậy mà các em lại nhắc cha mẹ trở về chùa mỗi chủ nhật hay khi có thời gian rảnh. Vào những ngày mùa đông, tuyết phủ khắp nơi, ni sư mở khóa tịnh tu một tháng cho chư ni miên mật với pháp môn tịnh độ, chuyên niệm Phật, lễ Phật theo phương châm 3 không: không đi ra ngoài, không nói chuyện, không nấu nướng. Phật tử cúng dường gì ăn nấy. Với sức chuyên tu đó, sau mỗi tháng mùa đông, chư ni tiếp thêm năng lượng tu tập trong pháp môn nhiệm màu được hé nở tịnh độ. Đồng thời, chùa thường mở những lớp dạy giáo lý căn bản như lịch sử Đức Phật, kinh Di giáo, kinh Thập thiện, phát Bồ đề tâm văn, giảng kinh Di Đà, vân vân, và còn dạy thêm những oai nghi của người Phật tử tại gia để giúp cho sự tu học của Phật tử ngày càng tinh tấn, vững chãi. Ngoài những sinh hoạt của chùa, cứ mỗi 4 năm, chùa mở hội trai đàn chẩn tế, giải oan bạc độ cho những hương linh không nơi nương tựa. Những thai nhi súc sảo khi vừa mới tượng hình, những âm linh trong thập nhị loại và khắp pháp giới chư âm linh. Đây là nghi thức Phật giáo do Ngài A Nan thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy, nương vào thần lực của mật chú, cùng lòng từ bi và sức chú nguyện của chư Tăng để giúp cho chúng sanh ở cõi âm thoát khỏi nạn khổ, đói khát. Nghìn xưa chúng con đã theo mẹ về núi cao chập trùng, và theo dấu cha bước ra biển cả sông gieo trời say. Ngày Chủ nhật, thường sau thời tụng kinh tại Chánh Điện xong, sẽ tiếp tục diễn ra thời Pháp do Ni Sư trụ trì Thích Nữ Nguyên Thiện thuyết giảng. Chánh Điện vào ngày này trở nên nhỏ lại vì số lượng người về rất đông. Thời giảng Pháp là một trong những thời quý giá đối với ai đã và đang tìm cầu chân lý sống. Bởi chính nơi đây, ta được quý thầy, quý cô là những vị sứ giả của Như Lai giải thích những lời dạy của Phật thông qua các kinh tạng, và từ đó giúp chúng ta nhận ra, ứng dụng vào đời sống mình để đạt được hạnh phúc chân thực. Thì mỗi tuần Chủ nhật là con đều suốt về chùa để nghe Pháp và tụng kinh, để cầu học đạo, để chuyển hóa thân tâm của mình. Cách nếp sống sinh hoạt của chùa đó đã tạo cho gia đình chúng tôi một sự an lạc, và mọi người đều cảm thấy là rất là
là tương đồng với nhau và lúc theo lời của quý thầy quý cô dạy và chúng tôi theo lời của Phật dạy, thì khi đó thì gia đình chúng tôi rất là an lạc và càng ngày càng thấy là nó thấm nhuần về cái tư tưởng Phật giáo, và nhờ đó mà các cháu bây giờ nó cũng đã thành công hết. Cả lớp đọc cho cô, không biết đọc nha. Công cha như núi Thái Sơn. Một niềm vui không nhỏ len lỏi trong tim chúng tôi khi nơi đây còn có trường Việt ngữ mang tên Tôn giả La Hầu La ở chùa An Lạc. Thưa quý vị, đối với Việt Nam cũng giống như là các quốc gia khác ở trên thế giới thì ngôn ngữ là phương tiện để biểu hiện cảm xúc cũng như là xác định cội nguồn của dân tộc. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khách quan hay chủ quan nào đó mà có một số gia đình Việt Nam của chúng ta khi xa xứ thì không thể duy trì được cái truyền thống văn hóa của dân tộc thông qua ngôn ngữ Việt. Và ngôi chùa An Lạc của chúng ta cũng là một trong những ngôi chùa ở tại hải ngoại đã có tổ chức các cái lớp Việt ngữ để mà giúp cho những gia đình Việt Nam duy trì được mạch nguồn sự sống của dân tộc qua ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Và bên cạnh đó, không chỉ có người Việt Nam mà còn có rất là nhiều người nước ngoài cũng đã theo học và tìm hiểu về ngôn ngữ Việt. Chúng tôi rất hiểu việc một đứa trẻ lớn lên tại nước ngoài còn biết nói được tiếng Việt, đó là điều không phải dễ dàng với các bậc cha mẹ. Khi mà môi trường sinh hoạt chính yếu của các em nơi đây đầu đầu cũng giao tiếp bằng tiếng Anh, ba mẹ bận rộn công việc sau một ngày cũng không thể đủ thời gian để dạy con tiếng Việt, cũng như để rút ngắn hiểu nhau khi nói chuyện trong gia đình, buộc lòng cha mẹ để con nói tiếng Anh cho dễ dàng và nhanh chóng. Chùa có hai lớp cơ bản và nâng cao dành cho mọi đối tượng. Ngoài trẻ em Việt còn có những người nước ngoài cũng bập bẹ từng câu để nói tiếng Việt. Thật xúc động và vui mừng với hình ảnh này. Mong sao các bậc phụ huynh lấy đó làm sự động viên các em nhỏ phải giữ vững ý chí học tập để giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nơi đất khách quê người. Bởi giữ tiếng Việt là đang giữ cội nguồn dân tộc trong trái tim mình. Đó chính là mạch nguồn nuôi dưỡng sự sống của một con người đầy nhân bản. Giữ gìn hồn Việt, xin ta giữ gìn tiếng nói quê hương. À ơi, à ơi, đi muôn phương vẫn nhớ quê hương, thương điệu lý câu hò Việt Nam, thương cha ông nói giống tiếng rồng, xây non sông nghìn năm văn hiến. À ơi, à ơi, xin cho em giữ tiếng quê hương, cho dù sống nơi phương trời nào, tung bay cao theo những cánh cò, ngọt ngào câu hát tiếng mẹ bên tai, cội nguồn theo bước em vào tương lai. Ngọt ngào câu hát tiếng mẹ bên tai, cội nguồn theo bước em vào tương chưa có học á, thì hai cháu hoàn toàn giống như người Mỹ vậy, chỉ nói tiếng Anh thôi, cũng không có biết nhiều về bên ông bà cha mẹ. Bây giờ biết được là mọi người xung quanh biết được văn hóa của người Việt Nam mình. Dạ vâng. Con học tiếng Việt lâu chưa? Dạ rồi, 2 tiếng lận. 2 tiếng lận. Con nghĩ vậy. Ở nhà con có nói chuyện tiếng Việt với ba mẹ không? Dạ có. Dạ có rất là nhiều. Con thấy dễ hơn. Với lại chiến với tôi, con cảm giác như nó more complicated một cái single ball. nói tiếng Việt bây giờ cuối cùng xen qua tiếng Anh hả? Rồi con đến trường con thấy vui không? Dạ vui. Con thích nói tiếng Việt. Con thích lúc mình ra mình chơi với con cá. Con rất là thích chùa tự do. Con thích
thích nói ơi tiếng Việt với lại mấy cái cây cối với hoa bên đây. Con cảm giác giống như một cái rừng rất là đẹp lắm, với lại con cá dễ thương. Trời ơi, sao con giỏi vậy? Vậy con nói chuyện với cây, cỏ, lá, hoa được hả? Rồi, nãy con nói là con thích đến đây con chơi với cá rồi nói chuyện với cây cỏ. Con chỉ có thích tôi nhìn tới mấy cái cây cỏ rồi hoa thôi. À, vậy hả? À, ngoài cái việc mà thích đi chơi, thích nhìn cây cỏ rồi con thấy ở chùa này cái điều gì làm con thích nữa? Con rất là thích mấy cái bài học với cái nhạc mình hát ở đây lắm. Em rất định đi khắp phòng phòng lòng với sân quý lòng trên tay em muốn cả anh trong lòng. Trời ơi, bạn hát hay quá. Mai sao lên lên trời làm sao cô đề nghị nha, mai mốt mình hát mình cười lên xíu được không? Mặt ai cũng ngầu hình sự dễ sợ luôn. Con hy vọng lúc con quay lại tới huy chùa con sẽ được học ba tiếng chứ không phải hai tiếng. Rất là dễ thương. Con cũng hy vọng là sẽ nhiều cây cối với hoa với nhiều cá hơn nữa. Cô ước mong là nó có tiền cho chùa để có bữa hôm có kitchen nữa để là có nữa Phật tử tới cho chùa. Dễ thương quá, ước mong là có nhiều tiền cho chùa để chùa có thể xây dựng những cái nhà bếp rồi nhà sinh hoạt cho Phật tử ha. Cảm ơn con rất là nhiều, con rất là dễ thương. Trời ơi, con dễ thương vậy. Con muốn chùa lớn. Con muốn chùa lớn để làm gì? Con đến học tiếng Việt. Để học tiếng Việt. Con muốn chùa lớn để học tiếng Việt. Rồi ai còn ước mong gì nữa không? Con muốn mình sẽ có một cái chỗ ở chơi bự hơn. Một cái chỗ chơi bự hơn. Một lần nữa ha, cô chúc cho tất cả các bạn ha sẽ ngày càng nói tiếng Việt rành hơn, giỏi hơn. Và các con phải nhớ mình là người Việt Nam cho nên là mình phải biết tiếng. Dạ vâng. Phải biết tiếng Việt. Dạ. Cho nên là dù có khó khăn gì thì các con cố gắng là phải học thật là tốt tiếng Việt. Nếu mà ba mẹ bận thì cũng phải nhắc ba mẹ chở đến chùa học tiếng Việt nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Bây giờ mình chào chú đi nào. Chào chú. Chúng tôi đặt niềm tin nơi những mầm xanh tương lai này, mong các em nuôi dưỡng những suy nghĩ đẹp ấy được bay cao, rực sáng. Thưa, quay trở lại về quá khứ đó là tôi có duyên được tập hợp với một mấy anh em gia đình qua đây lúc năm 1980 đó. Thì là vì xa nhà, nhớ nhà nên chúng tôi một số anh em Phật tử tụ họp lại khoảng 10 gia đình. Mình coi như là mình tụng kinh niệm Phật với là gặp nhau để mà nhớ nhà vậy thôi. Lúc đó Việt Nam ở đây rất là yếu. Chính vì vậy mà chúng tôi mới mướn một cái nhà để mà thuê, để mà làm một nơi sinh hoạt về Phật Pháp mỗi Chủ nhật. Và sau đó một số Phật tử tham gia nhiều hơn và cái số ngân quỹ càng ngày càng lớn. Thì chúng tôi quyết định là mua miếng đất như trên nền đất của Chánh Điện hiện tại. Bác là một Phật tử từ khi hồi còn Việt Nam cơ. Và đến khi qua đây thì mấy chục năm không có chùa. Cho nên vẫn ở nhà, vẫn tu tập ở nhà. Đến khi có anh Minh Bình là anh là người đứng ra lập cái chùa, thì bác cũng theo chùa từ đó cho đến bây giờ. Thì là mình là Phật tử, thì luôn luôn tới chùa thôi. Cho nên cái cảm nghĩ là chỉ có chùa là rất là quan trọng đối với người Phật tử. Và
cố gắng làm sao để cho chùa một ngày một thăng tiến, vậy thôi. Chú Nguyên Trường, người tham gia ngay từ đầu việc lập chùa cho biết, từ khi mua miếng đất trước kia là trung tâm sửa xe, sau khi biến thành nơi tu tập rồi thì vài ba tháng lại mời một vị tăng đến để tạo ra những buổi tu học cuối tuần cho các anh chị em người Việt. Đến năm 2002, sư cô Nguyên Thiện cùng một số sư cô trẻ khác được mời đến chùa An Lạc để giảng dạy Phật Pháp. Sau đó các sư cô đồng ý ở lại trụ trì và hướng dẫn tu hành cho các Phật tử ở Indiana. Và thế là chùa An Lạc trở thành chùa của các vị ni giới. Ra từ tôi đã ráng qua Cali thỉnh quý sư cô về, thì mình cũng được cái nhân duyên tốt là quý sư cô chấp nhận. Khi chùa đã có trụ trì và các sư cô chăm sóc, mọi người càng hứng khởi và nảy ra ý định quyên góp tiền xây một ngôi chùa hoàn chỉnh, tổng cộng cả lô đất rộng hơn một mẫu. Thì cũng nhờ phước báo quý sư cô lúc đó trong chùa mình được 10 sư cô. Thì khi mà xây chùa quý sư cô cũng cực khổ lắm. Đá điếc khiêng chỗ này để chỗ kia cũng một tay quý sư cô. Thành ra nói ra thì xây chùa chỗ nào cũng vậy, nó cũng có nhiều cái trở ngại, khi vui khi buồn. Nhưng mà cái chùa An Lạc này được cái thuận duyên là Long Thần Hợp Pháp hộ độ rất là nhiều. Thành ra tất cả những cái người thầu mà tôi mướn vào đó, ít nhất cũng 18-19 người thầu, mà vị nào cũng rất là dễ thương. Mà những vị thầu đó tôi không có biết, tự nhiên những người khác họ dẫn đến, người thầu này họ đến, họ dẫn người kia đến. Thành ra họ cho mình rất cái giá rất là rẻ, mà họ làm rất là tốt. Trong quá trình hình thành ngôi chùa An Lạc, nhờ vào tam bảo gia hộ, sự tu tập của quý sư cô Phật tử, chùa lại có những nhân duyên đặc biệt với quý sư Tây Tạng và được sự cầu nguyện chúc phúc từ quý ngài Đạo Cao Đức Trọng, nên mỗi khi ai bước vào ngôi chùa An Lạc đều cảm nhận được nguồn an lạc của tâm linh thật nhiệm màu, từ khi đặt nền móng đến lúc xây cất cho đến khi lạc thành. Đến năm 2007 thì xây dựng xong ngôi chùa khang trang như ngày nay. Tiền mua đất và xây chùa là do Phật tử cùng rất nhiều người Việt trong và ngoài cộng đồng Indiana đóng góp, cả những người bạn công giáo, bởi vì ngôi chùa đã trở thành biểu tượng của người Việt Nam tại Indiana. Chùa tuy ở nơi xa xôi nhưng được phước duyên là những bậc đạo cao đức trọng, quan tâm lân mẫn, thường ghé thăm dạy dỗ ni chúng và đạo tràng, khích lệ tinh thần tu tập đến những người con Phật xa xứ, như cố đại lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Hòa Thượng Thích Trí Thành, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, bậc thầy cố vấn tinh thần cho ngôi chùa An Lạc từ trước và đến sau ngày Ni Sư Nguyên Thiện về trú trì, cố đại lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, nhà thơ Phật giáo nổi tiếng với những vần thơ bất hủ như Xuân, Nhớ Chùa, người đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi chùa An Lạc và cũng là người đã bảo lãnh, nuôi dưỡng cho phép Ni Sư Nguyên Thiện về vùng Indiana làm đạo. Người thường nhắc nhở, khuyến tấn cho Ni Sư trong việc xây dựng chùa An Lạc. Khi chùa đã xây xong, thì người viên tịch. Ni Sư Đức Hòa là một người bạn đồng hành cùng chí hướng với Ni Sư Nguyên Thiện từ thời ở Việt Nam, cùng học chung dưới mái trường Ni Viện Thiện Hòa. Sau khi qua Mỹ, hành đạo tại xứ người, hội đủ nhân duyên, ban trị sự chùa An Lạc thỉnh hai Ni Sư về trụ trì. Nhưng sau đó, Ni Sư Đức Hòa trở về lo Phật sự tại chùa Đức Viên, San Jose, miền Bắc, California. Có lẽ với những ai đã từng đến chùa, dạo bước quanh sẽ thấy tình thương và tâm huyết được đặt trọn vẹn từng ngõ ngách. Và nếu thẩm thấu những đạo lý vào tâm thì sẽ bình an nhìn nhận giá trị sống an lạc, hiện hữu.
như nụ cười hoan hỷ của Phật Di Lặc cũng là một bài học đáng để ta chiêm nghiệm. Ngài với dáng vẻ tự tại, ngồi dưới gốc cây xanh mát, nụ cười tỏa rạng sáng ngời, sẵn lòng từ để mang hạnh phúc đến cho chúng sanh. Mỗi người chúng ta nếu thực hành nụ cười buông xả, ánh mắt hiền hòa nhìn vào cuộc đời, thì năng lượng ấy sẽ giúp mình nhanh chóng vượt qua những thử thách, chông gai. Khó khăn chính là chất liệu để chúng ta trưởng thành. Không vội nản, hãy mỉm cười đối diện để thấy bình minh chờ tỏa rạng. Đó là thông điệp mà Phật tử được học từ nụ cười hoan hỷ của Ni Sư Nguyên Thiện. Sư Nguyên Thiện là bạn học với tôi và tôi mời Sư Nguyên Thiện về để hai chị em chung nhau làm việc. Nhưng khi Sư Nguyên Thiện về đến đây thì một cái nhân viên khác lại đến với tôi và tôi rời khỏi nơi này. Rồi bẵng đi một thời gian 10 năm khi tôi trở lại, tôi thật sự trong lòng rất là vui mừng khi cái ngôi chùa được hoàn thành rất là mỹ mãn và rất vững chãi trên cái mảnh đất nơi đây. Rất vui khi Phật giáo ở đây khởi sắc dưới sự làm việc của Sư Nguyên Thiện rất là nhiệt tình, rất là thương tất cả những cộng đồng Việt Nam ở đây để tạo thành một cái sức mạnh của Phật giáo ở vùng Indiana này. Tôi đến chùa này được 8 năm. Tôi là một linh mục đạo Tin Lành tại Indiana. Tôi có mối quan hệ rất tốt với sư thiện, sư phụ và thật sự ưa thích tham gia những sinh hoạt tại chùa này. Đây thật là sự thiết đãi, một lời mời có tính cách toàn cầu để chia sẻ truyền thống Phật giáo Việt Nam với những người sống trong thành phố này và trên thế giới. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Nhiều tôn giáo đã bắt đầu bằng chiến tranh. Tôi thiết nghĩ hòa bình thế giới cũng nên bắt đầu bằng tôn giáo. Với ngôi chùa được xây dựng nơi này và với những sinh hoạt ở chùa thực sự đã chứng tỏ các cộng đồng chúng ta có thể ngồi lại với nhau, tạo cho mình cơ hội để làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn theo chân Đức Phật và để biểu hiện lòng từ bi mà chúng ta cần chia sẻ cho nhau. Ni Sư là người rất đặc biệt, như là một vị Bồ Tát mang tình thương, an lạc cho mọi người. Mặc dù sư thường bảo rằng sư không nói tiếng Anh giỏi, nhưng chúng tôi đều hiểu được thông qua tấm lòng và sự ân cần của sư. Nên sư có thể liên hệ với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được tiềm năng của chính mình, cho phép chúng tôi tự phát huy chính mình. Đó cũng là lý do mà tăng thân ở đây rất gần gũi, bởi vì Ni Sư là một vị hướng dẫn tinh thần tài giỏi và là một tấm gương sáng. Hay như nắng ấm áp, gió tan trong con giá băng mùa đông. Lời thầy như sóng biển lớn, gió tan trong con đêm dài tăm tối. Tình thầy ghi khắc mãi mãi, sẽ luôn bên con đến muôn ngàn nơi. Tình thầy nuôi lớn sức sống, dắt con đi qua muôn ngàn phong ba bão tố. Để đến chân trời xa đón nắng ơn tràn hòa, tình thầy bao la ánh dương yêu thương. Kính thưa quý vị, có một không gian đậm chất quê hương mà khi đến đây hầu hết tất cả mọi người ai cũng đều rất là thích, trong đó có cả Ngọc, đó chính là vườn rau của chùa An Lạc. Ở vườn rau này thì trồng rất là nhiều loại rau như là rau lan, rau muống, đậu bắp, cà, bầu bí, vân vân và vân vân. Thì hương vị rau này đậm đà cái tình quê hương mà bên cạnh đó cũng thấm tình đạo vị, bởi vì được chăm sóc bởi các sư cô ở trong chùa sẽ luôn sẵn sàng chờ đón những cái bước chân của tất cả quý vị Phật tử trở về đây. Đây là vườn rau muống nè quý vị. Quý vị thấy là cây non mởn, xanh tươi tốt và đặc biệt cái lá của rau muống rất là to. Nói chung là khi mà đến với chùa An Lạc thì ăn rau muống thoải mái luôn. Một trong những đặc sản nữa của chùa An Lạc phải kể đến đó chính là ớt. Chùa An Lạc của chúng ta trồng rất là nhiều loại ớt và cái ớt ở đây á, nó vừa ngon, nó vừa thơm mà nó có cái vị cay dạng giống như là cây vừa vừa, cây the the. Làm cho chúng ta ăn cơm rất là ngon khi có cái hương vị của ớt. Đây là ớt chuông nè quý vị. Cây nó rất là nhỏ nhưng mà trái nó đầy cây luôn nè.
nguyên một hang ớt chuông luôn. Ở phía dưới, ở chỗ nào cũng có trái hết mà trái rất là to luôn. Thật thú vị khi có những giây phút làm vườn cùng các cô. Không khí sinh động, vui vẻ theo từng đôi tay thoăn thoắt. Thưa quý vị, lúc trưa thì đang ngồi ăn cơm thì có một sư cô nói như thế này. Cô nói rằng là mấy bữa nay nhìn vườn rau mà trong một cái tâm trạng rất là bùi ngùi. Bởi vì nhìn rau lớn lên rất là nhiều, rất là cao, thèm ăn rau mà không ăn được. Chờ cho đến cái khoảnh khắc mà quay phim được vườn rau xong thì mới dám hái rau. Thì đây là một trong những cái giờ phút mà phải nói là rất là háo hức và gọi là tưng bừng cái niềm vui của tất cả các sư cô ở trong chùa là thu hoạch rau. Và tất cả các loại rau này thì hứa hẹn sẽ cho chúng ta một cái bữa đại tiệc chay rất là tuyệt vời. Trồng rau là một trong những việc lao tác, có nghĩa là những việc lao động chân tay rất cần thiết giúp giảm căng thẳng. Đây cũng đồng thời là nền tảng công đức của mỗi người khi làm ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cho mọi người. Coi như là rau chờ đợi mà rau nó to vượt quá giới hạn luôn. Rau muốn to ơi là to luôn. Rồi, đây nữa nè. Trời, cái cọng rau này nè. Rồi, quý vị thấy cái cọng rau không? Ui, trời đất ơi. Ai mua rau muống không? Nói chung là ở chùa được quý sư cô chăm sóc sung sướng quá cho nên là to đến độ mà quá thể như thế này. Quý vị biết đó là khi mà các cô thu hoạch rau ở chùa thì có rất là nhiều quý vị Phật tử ở từ khắp nơi đến cũng xin được mua rau. Bởi vì sao? Rau ở đây tốt tươi, khi mà mọi người đem về thì rất là lâu hư đó. Và cái thứ hai nữa là ăn rất là ngon. Ở đây thì trồng hoàn toàn sạch. Và bên cạnh đó thì các cô mỗi lần mà chăm sóc thì bằng cả tình yêu thương, các cô cũng niệm những câu niệm Phật để dung dưỡng cho cái mầm xanh này nó được lớn lên trong cái tình yêu thương như vậy. Cho nên là rau này ăn vào thì rất là ngon, rất là khỏe. Đó là lý do mà quý Phật tử đến đây rất là thích mua rau của chùa về ăn. Nhìn từng luống rau xanh rợp mơn mởn khiến ai cũng thích thú gặt hái thành quả bao ngày chăm sóc. Niềm vui ấy cứ lan theo nhau, làm một góc vườn rau nóng lên, rộn ràng. Ở chùa An Lạc mình mà sở dĩ mà có cái vườn rau giống như vậy á, là tại vì á, khởi đầu là sư phụ thấy có một số Phật tử họ ở tha phương, họ đến chùa. Trước là họ viếng cảnh chùa, sau đó là họ nhớ về những cái vườn rau, cây cảnh ở quê hương. Cho nên họ tới chùa họ gợi nhớ lại những cái mảnh đất quê hương của mình mà hồi xưa trước đây họ đã trồng, cho nên họ đến để họ đỡ nhớ đến quê hương. Thưa quý vị, với đội quân hùng hậu của chùa An Lạc thì chỉ sau một ít phút, toàn nguyên cái vườn rau đã trở thành một cái vườn không còn rau, toàn là còn gốc không à. Sau khi thu hoạch, rau sẽ được sắp gọn gàng thành từng bó để cuối tuần gieo duyên cho Phật tử những bó rau sạch, thơm ngon, dinh dưỡng và đầy tình yêu thương. Mộc mạc, bình dị nhưng đầy tình quê, đó là hương vị khó quên khi được thưởng thức những cọng rau chùa An Lạc. Thăm vườn rau xong thì mình ra mình thăm vườn trái cây ha. Ở đây có lê Mỹ nè, rất là ngon. Buồn buồn mà khát nước á, quý vị cũng có thể ra đây mình hái vài trái mình ăn tại chỗ. Ai cao thì lợi thế. Thưa quý vị, một trong những gia đình có thời gian sinh hoạt và tu tập ở chùa An Lạc lâu nhất từ thời điểm thành lập chùa vào những năm 2000 cho đến bây giờ có thể kể đến, đó chính là gia đình của Phật tử Liên Hoa. Có 3 thế hệ đi chùa, từ thời ông bà cho đến thời con và bây giờ là thời cháu,
thì cả gia đình vẫn luôn gìn giữ và phát huy cái truyền thống Phật giáo tốt đẹp trong cái nếp sống của cả nhà. Ngôi nhà nhỏ với ba thế hệ sinh sống trong một không gian vốn đã không mấy rộng rãi, thế nhưng cô chú vẫn dành một phần diện tích sống để làm nơi thờ phụng và tu tập, dẫn dắt từng lớp con cháu đến với chánh pháp, đủ để cho thấy trái tim dạt dào của một người cha, người mẹ, người ông, người bà và là những người Phật tử đáng trân trọng. Tìm về sóng gieo biển sâu, quê hương bát ngát ân tình, câu ca khúc hát thanh bình, muôn đời còn mãi huy linh. Tương lai của con cháu không phải nằm ở điều kiện vật chất được đầu tư ít hay nhiều, mà là ở chính tâm hồn được nuôi dưỡng nhiều hay ít. Khi cho con cháu có nền tảng đạo lý từ nhỏ, sẽ giúp bản thân các cháu nhận thức được giá trị sống xung quanh, tránh xa cạm bẫy, sống có trách nhiệm với gia đình và mọi người, thì tương lai tươi đẹp ắt hẳn hiện bên mình. Không đâu xa xôi, ngay giây phút sum vầy này, chúng tôi thấy thật đáng quý. Hình ảnh này là điều gì đó rất hiếm có đối với nhiều gia đình trong thời đại ngày nay. Đi lên chùa học được cái gì? Thì những bữa cơm gia đình thì tôi thường hay kể lại cho các con nó nghe, là bởi vì các cháu nó không có điều kiện để lên chùa thường xuyên. Có mấy chị bạn hỏi sao lâu quá không đi chùa, bữa nay có sư cô về giảng pháp hay lắm, mà cái giọng người Huế đó nói nghe rất là nhẹ nhàng, dễ thương lắm. Ồ vậy hả, thôi để tuần sau thu xếp mọi việc là đi về. Là đó là sư phụ Nguyên Thiện bây giờ đó. Và đó là cái kỷ niệm đầu tiên là cũng khó quên lắm. Nhắc tới là tại sao, lý do gì đến chùa thì cái đó nó lại hiện ra ngay. Mong sao sẽ có nhiều gia đình cố gắng gieo hạt giống Phật pháp cho con từ sớm, Phật hóa gia đình, Phật hóa cộng đồng, để những yêu thương lan tỏa, vòng tròn an lạc bao trùm lấy chính mình và những người xung quanh, thì đau khổ sẽ từ đó mà vơi bớt theo ngày tháng. Có những anh hùng đi qua những lúc thăng trầm, muôn đời còn đó danh thương. Đây cũng là hình ảnh dễ thương mà chúng tôi vô tình bắt gặp trong ống kính, bình dị nhưng chứa chan cả một khung trời yêu thương. Thấm thoát rồi kiếp người cũng trôi nhanh như một giấc mộng. Còn đâu những tiền tài, danh vọng, hơn thua khi hóa bụi giữa đời. Tu sửa thân tâm và sống giúp đời, giúp người, đó mới chính là cội phúc. Mình chỉ biết đi theo anh em để mà giúp làm những cái việc hàng tuần để cho chùa được nó sạch sẽ, nó tốt đẹp, để cho bà con đi chùa nó được tử tế hơn. Tại đây thì ai cũng vui, ai cũng hỷ xả từ bi, thì mình cảm thấy cái lòng mình cũng vui theo. Có rất là nhiều những cái đồ ăn chay ngon đã được chế biến sẵn, thì cái này là do các cô Phật tử của chùa An Lạc phát tâm làm, mang lên đây để mà bán cho quý vị Phật tử đến thăm chùa. Và khi mà bán như vậy thì toàn bộ những cái chi phí này lại đưa vào trong quỹ của chùa để có những cái hoạt động Phật sự gì đó thì quý sư cô có thể sử dụng. Và quý vị thấy thực phẩm rất là hấp dẫn ha, có chè nè, có canh nè, có đồ kho nè, tất cả được làm chay hết bởi bàn tay khéo léo của các vị Phật tử ở chùa An Lạc. Chỉ có thấy rằng là ngày xưa sư phụ chưa về thì tại sao Phật tử ít lắm, ít lắm, nhưng mà ngày hôm nay là Phật tử đông, có ngày không có cái bồ đoàn để mà ngồi nữa. Lý do đến chùa đông mình không cần hỏi thì mình cũng biết rồi, là cảm nhận được cái gì ở chùa đã làm cho Phật tử muốn về chùa. Thậm chí như tôi cũng có những người bạn bên Công giáo mà rất thích đi chùa, và rất thích đi chùa và cũng có nhiều công quả ở chùa. Một nơi mà khi đến, lòng chỉ muốn hòa vào, hít thở trong yên bình, bởi luôn tràn đầy năng lượng cho thân và tâm,
thì những gì thuộc về nơi ấy sẽ luôn là dược thảo, dưỡng nuôi sinh khí trong chúng ta hiệu quả. Vì vậy đến chùa An Lạc đừng bỏ qua những bữa cơm chay, bởi đó là những hạt ngọc quý từ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng trao tặng. Xin hãy chậm rãi thưởng thức vị ngọt của hạt gạo, của rau củ quả đơn sơ, nhưng thấm đẫm những giọt mồ hôi lặng lẽ từ bao người vất vả làm ra nó qua nhiều công đoạn. Đơn giản thôi, nhưng cảm thấu được điều đó, dòng suối An Lạc chạy dài khắp thân thể ta rồi. Vì ngày Chủ nhật sau thời khóa tu tập thì quý vị Phật tử cũng đã được sum vầy với nhau bên trong chánh điện cùng với lại quý thầy cô. Ngọc nghĩ rằng là có lẽ đây là khoảng thời gian mà mọi người rất là thích, bởi vì được sum họp giống như gia đình cùng với lại quý thầy cô để chia sẻ những nỗi niềm của mình và làm cho bản thân của mỗi người được tiếp nhận một cái nguồn năng lượng rất là tốt để có thể vững vàng hơn trong những ngày tháng sắp tới sống ở tại xứ người. Quay quần bên nhau, bên thầy, cô với những tách trà ấm áp, đắng vị cứng cỏi, ngọt nghĩa ân tình, để cho những cảm xúc được tự nhiên tuôn chảy, để tình người thêm sâu. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chén trà trong hai tay, chén niềm nhớ tràn đầy, thân và tâm an trú. Bây giờ chuyển, phiền não hết, an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Cô cũng có cái thuận duyên là có khoảng 7 sư cô là tu ở đây, 7 sư cô trẻ, 6-7 sư cô trẻ là tu ở Mỹ. Thành thử ra họ có rất là nhiều cái khả năng về ngôn ngữ cũng như về hoạt bát, giao tế. Cô cũng làm thật sự nhiều mà làm được á, là cũng nhờ quý sư cô đó rất là nhiều. Thì hiện tại một số còn ở lại trong An Lạc với Huyền Không, một số thì đã ra đi trụ trì, đã đi làm Phật sự các nơi. Nói chung thì tinh thần tu học ở đây rất là tốt, con người ở đặc biệt ở Indiana này là rất là tốt. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại. Vô thường sẽ đến, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Đến đi cũng đã có duyên số kiếp người. Cuộc đời này có gì mãi mãi đâu.
đạo Pháp đã cho thấy rất rõ điều đó, để mỗi người biết trân quý từng giây từng phút đi qua cuộc đời. Nghĩ thiện, làm thiện, sống thiện sẽ đi cùng thời gian bằng những quả lành an lạc. Lẽ dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi sóng gió, và đó chính là chất liệu để thử thách lòng thành. Xin hãy đi và đừng lo sợ, bởi Tam Bảo vẫn luôn kề cận bên ta. Ta chung đôi tay xây tình thương chốn nhân gian là đây, xóa tan những âm thanh buồn cho ngày vui lên. Ta luôn bên nhau cho dù giông tố theo bao trận qua, vững tin giữ câu chân thành rồi yêu dấu sẽ luôn bên cạnh. Ngày trôi qua nắng mai trong lành đời an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.